Hello, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer. Lại là mình đây. Trong video lần này thì mình sẽ tiếp tục chặng đường đi raid ở cái map cuối cùng này để sở hữu những cái viên đá thần kỳ để mình có thể rắc tinh ba con mythical của mình lại thành một con rắc tinh vô cùng xịn sò. Thì cái đội hình của mình đó thì nó không được mạnh lắm. Phải nói là củ chuối vô cùng đối với những bạn VIP mà từ trên cao nhìn xuống. Nhưng mà mình thấy thì cũng khá bình ổn. Tuy là nó không được mạnh mẽ cho lắm, nhưng mà phiêu lưu ở những cái tầng tiếp theo, bây giờ up thêm một tầng nữa thì cũng có thể là phiêu lưu hơi bị yếu, nhưng mà vẫn có thể phiêu lưu được, chứ không phải là yếu đến nỗi mà không phiêu lưu được cái tầng đó ha. Ui, con boss đến 163T mà cũng không sao cả. 163T này thì đội hình của mình á đánh bình bình ổn ổn thì cũng 5 phút là xong á. 5 phút còn cao lắm là 8 phút, còn dư là 2 phút. Còn mấy bạn mạnh là bạn vô càng lả lướt tầm 2 phút là xong à. Nhưng mà mình á thì không được mạnh lắm. Với lại bạn HV đó thì thôi đi. Đi chung với ai? Đi chung với HV nữa. Đã đội hình của mình đã phế rồi mà quay qua đội hình của HV càng phế hơn. Nhưng mà thấy không? Phế phế chứ vẫn phiêu lưu được. Miễn là lên tầng là được à. Rồi xong. Cái đội hình đầu tiên của cái con boss đã bị tụi mình càng quét xong. Lại tiếp tục thả đội hình thứ hai gồm 13 con quái. 13 con quái này thì cái số máu như thế này thì đối với đội hình của mình thì rất là bình thường à. Không có gì hết. Tuy là nó hơi bị lâu xíu nhưng mà vẫn có thể đánh được. Chứ không phải là đánh trầy da tróc dãy 2-3 phút mới chết một con. Vậy là vẫn có thể phiêu lưu tốt chán. Đó, sau đó mình qua mình xử con này. Rồi xong qua mình quém con này, mình để cho hắc phế đánh con kia rồi nào xong. Trời ơi, trời ơi, mình đánh quá trời luôn, hắc phế đánh con mới xong. Đó, nhảy vô. Trời ơi, hắc phế đứng nhìn luôn rồi. Vậy mà xài cây Aura Super Saiyan mua bằng Robert ha. Đứng ngáo không à, bạn thấy phế rõ ràng không? Lỡ mà chạy đua thời gian á, mà con hắc phế vào đó thì thôi đi. Mấy bạn đừng có tính cái nhân vật đó vào. Nhân vật đó phế lắm, đứng nhìn không à. Những giờ phút cuối cùng là những cái giờ phút mà hắc phế đã bỏ cuộc. Mình thì phải quyết đấu đến cùng. Dù thua đi chăng nữa cũng phải thua cho vinh quang. Nhưng mà ải này thua không nổi đâu. Làm sao mà thua nổi. Rồi cái con này sao trâu vậy? Nó nói thua không nổi, đẩy cho lượng máu trâu bò nha. Nhưng mà vẫn ổn. Vẫn có thể chiến đấu ngon lành cạnh đào. Mình nhảy lên bắt đầu mình lẹm lão boss nè nó. Lên lẹm boss liền. Những giọt máu đang từ từ tuột xuống. Số T đang từ từ tuột như là dây đồng hồ nhảy. Rồi đến cái giới hạn. Bây giờ boss sẽ cho ra một cái đợt cuối cùng nè. Không biết là bao nhiêu con đây. Đầu đếm từ từ lên, ta làm một dèo luôn đi. Chắc khoảng tầm 13 con nữa. 13, 12 con gì đó. Đánh hết là coi như xong. Mong là được 5 viên đá. Mong là như vậy đi. Giờ giải quyết cái lũ này. Tuy bọn chúng đông nhưng mà máu bọn chúng ít. Còn mà thả ra có 3-4 con á thì xác định cái cây máu nó dài thòn lòn, nó dài thòng lọng rồi đó. Tại vì 5-6 con, 7-8 con hợp vô con mà. Rồi xong con đó, qua con này là xong. Rồi đâm lít mình được 99.9 kìa các bạn. Ui, kỷ lực. Kỷ lực mà không có con shiny bí ẩn. kỷ lực. Kỷ lực đối với mình thôi. Cái đó những bạn rồ nhìn vào á, trời ơi, một con của em đó hả, cân 5 con của anh. Đó chuyện bình thường, cân cả đội hình mình cũng tin nữa. Nói chi là cân 5 cao ăn. Rồi vậy là giải quyết xong xuôi. 5 cục chắc rồi. Mình cứ đặt niềm tin vào sẽ có 5 cục là ra 5 cục ngay. Ê, bây giờ chỉ việc là mình sẽ quay Best Mythical. Tại mình thiếu Best Mythical mà. Bây giờ cứ đè đầu ở đây. Mình quay ra được mấy con Best Mythical. Rồi mình sẽ bắt đầu quá trình crafting lại. Thì quá trình quay này nó hơi lâu. Nhưng mà không sao, các bạn chờ nha. Ái chà, đủ rồi. Một con, hai con, với con có sẵn nữa. Còn mấy dòng chat thì mấy bạn đừng có quan tâm. Ôi ơi,
mà quan tâm cũng thật sự thiệt vậy quá đấy nè. Lên cánh cái là đẹp trai ngay. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rắc tinh lại nha. Rồi sao mà anh ra không ra mấy cái con mà có mấy cái bác sĩ cùi cùi không vậy? Sao không cho mình cái cục tạ ba hay là cái... Trời. Cái leader để bạn hỗ trợ 5% đam tem nè. Nhưng mà bây giờ có 5% vậy là chắc là cái ba đó thì sẽ hỗ trợ tầm 25 hay 50 gì á. Mà 50 hơi quá, chắc 25 á. Theo mình phỏng đoán thôi nha. Rồi mình sẽ mở khóa ra nha. Rồi mình sẽ bắt đầu cái quá trình rutting lại. Rutting nha. Ok. Bây giờ là sẽ xuất hiện một con nhân vật rutting vô cùng mạnh mẽ. Ngon lành liền. Trời ơi. Vậy là cái túi tiền xịn sò hơn cái boss các bạn ơi. Nên là giữ lại cái túi tiền. Rồi xài vô. Đầu tiên là mình sẽ equip hết tất cả các đội hình của mình. Xài vào. Ủa. Ủa bộ có cái cánh đó để trưng bày sản phẩm hay sao vậy? Sao vô bay? Mình thấy aura cũng lên lên cũng tương tự mình nè. Có aura luôn nha bạn. Đây aura đây. Rồi có cánh luôn. Rồi có cái đuôi của quỷ luôn. Kỳ vậy. Sao vô bay? Đi mình slam. Rồi mình sẽ bắt đầu test thử chiêu thức của cái con này. Coi là lợi hại nhường nào nha. Rồi chỉ vào. Quất thử xem. Xài chiêu nào. Nó hơi lâu một xíu á. Mấy con rắc tinh không biết sao mà nó tụ năng lượng lâu á. Xẹt sau đó là chản. Xong. Rồi thì mình sẽ coi thử cái đam lít nè. Thì đam lít á. Thì mình xài có một con này không á. Là 172. Thì đam lít sẽ là 5.76B. Rồi mình sẽ tắt đi đam lít. Để mình coi thử cái đam chiêu cuối cùng luôn nha. Coi thử bao nhiêu. 306, hai lần đam. Hai lần đam ha. Một cái là nó xẹt qua, một cái là đánh ánh sáng xuống. Đây. Các bạn xem lại. Hãy xem lại chiêu thức quy hoàng. Đó. Chẳng. Xong. Rồi coi về cái phần đam ở trong đây nữa. Hiện tại 210 đúng không? 210. Con này thì cũng được 2.1T. Thôi Legend khỏi coi, Legend khỏi coi đi. Biết là con đó không bạn nào xài rồi. Mythical cũng vậy, mình coi mình chỉ để so sánh thôi. Vậy là cái con Rutting bình thường rồi đó. Là nó thua cái con mà Shiny Mythical 300B đam. 300B thì nó cũng không có chênh lệch gì nhiều với cái cấp độ này. Và cũng chả có bạn nào mà nâng cái con Rutting lên cái cấp độ này hết à. Có nâng Rutting mà Rutting hàng Shiny. Quên. Quên có chứ. Có bạn nâng Rutting lên cấp độ đó. Rồi cho Shiny trong lòng á, lên được cấp độ đó. Nhưng mà tương lai sẽ lên những cái cấp độ cao hơn nữa. Và tương lai á, Rutting cũng đạt được cấp độ 210. Đối với những cái tầng trên nữa. Mình chế tạo ra đã là 210 rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, thì phải chờ thêm 4 năm up nữa thì mới có cái chuyện đó xảy ra. Thì thấy sơ lược về cái con này á. Thì nếu mà bạn nào mà củ chuối như mình nè. Nhưng mà chắc không có đâu. Ít lắm. Ít bạn củ chuối như mình lắm. Đa số mấy bạn lên được tầng trên đây là sở hữu toàn là ông cố ông nội không à. Nhưng mà mình lấy ví dụ đi. 0.1% có một bạn nào đó củ chuối như mình ha. Chế tạo cái con này. Thì quay ra nhiều những cái con mà mythical mà nó có những cái này sẵn nè. Thì mình rutting lại thì nó sẽ ngon lành, cành đào hơn. Chứ mà để như thế này á, bình thường mấy cái túi tiền như thế này rutting lại thì nó uổng lắm. Thì tùy vào mỗi bạn thôi. Có bạn thì rutting lại rồi sử dụng đá để mình quay những cái bassi xịn xịn. Mình hiện tại thì giờ còn có 5 viên đá nè. Quá khổ đi. Giờ chờ ải nó xuất hiện là mình bắt đầu mình lê lết đi ải. Chứ thật sự mà nói mà mình chờ một cái con Mythical Shiny là coi như là chờ là rong rống rồi. Mà chờ 5 con để rắc tinh thành được một con Shiny rắc tinh thì chắc là nó khó lắm. Bây giờ ở cái tầng dưới á thì đã có đủ 4 con rồi. Mà quay kiếm con thứ 5
quay đâu mấy ngày trời không lôi ra một con thứ năm. Hên là lúc trước là có bình shiny á nha, là mình sở hữu được ba con sẵn rồi đó, quay chỉ kiếm hai con thôi. Mà quay con thứ tư đã mấy ngày rồi, quay thêm mấy ngày nữa chả thấy con thứ năm đâu hết. Rồi sau đó là game up, cái xong cái bắt đầu cũng phải lê lết lên trên đây, rồi kiếm shiny mythical lại, rồi kiếm bí ẩn lại luôn, rồi kiếm shiny bí ẩn thôi. Bỏ thôi à, chắc video ngày hôm nay mình xin phép mấy bạn chắc là tạm dừng được rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.